Thanh Tùng Hàng Bãi xin kính chào tất cả các bác yêu audio trên mọi miền Tổ quốc. Hôm nay em lại làm video gửi đến các bác 9 sản phẩm. Trong đó có những con âm ni, những bộ âm ni 2 món này. Âm ni cộng tuner, chất âm thì rất là hay mà tầm tiền thì cũng rất là bình dân ạ. Trong đó có những con Technic này, mặt đen công suất rất là lớn. Đấy, mà giá tiền thì cũng rất là vừa túi tiền của các bác đấy ạ. Và trong đó có một bộ Powre của Pioneer M73. Các bác xem và tham khảo này, đẹp xuất sắc luôn. Đấy. Tình trạng thì nguyên zin nguyên bản 100%, em đã test điện và tất cả hoạt động bình thường. Đấy, các bác xem và tham khảo và cũng yêu thích một sản phẩm nào cũng liên hệ ngay cho em Tùng Audio, chuyên âm thanh bãi trực Ninh Nam Định, một số điện thoại duy nhất và ship hàng toàn quốc. Và xem video của em cũng cho em Tùng nút like, nút đăng ký để thường xuyên nhận những video mới nhất bên em. Và không để các bác chờ lâu, em xin đi vào chi tiết từng sản phẩm. Đầu tiên là một bộ combo 2 món của Pioneer, model của nó là SA5000 này. Mặt mũi thì cũng bao đẹp cho các bác luôn, không một vết chảy xước các bác nhé. Đánh cho AB riêng biệt. Đấy, tình trạng mặt mũi thì không một vết nông mèo, có tính năng lau nớt chỉnh trên máy này. Giới là một con tuner TX5000. FM chơi đến 90 và AM đến 1600. Mặt mũi thì cũng không một vết chảy xước. Tất cả bao zin bao đẹp cho các bác luôn, cũng đang hoạt động bình thường ạ. Và tiếp này em quay ruột gan con âm ni này, các bác cùng ngắm này. Chơi cho 4 con sò than nguyên zin nguyên bản nhá. Mên vỉ thì cũng sạch sẽ này, bao sạch sẽ đẹp đẽ cho các bác ạ. Cục tăng phô rất là lớn và hai tụ nọc nguồn này, các bác cùng ngắm ạ. Mên vỉ thì miễn bàn rồi. Và em quay tiếp tuyến hậu này, các bác cùng ngắm tuyến hậu ạ. Rất là đẹp luôn, sassy còn rất là đẹp ạ. Model của nó là Pioneer SA5000 này. Điện 100V, công suất là 80W các bác nhá. Công suất 80W. Đánh cho AB riêng biệt là từ 6 đến 16 ohm. Giới là một con tuner TX5000 này. Điện 100V, công suất là 10W. Đấy, các bác cùng tham khảo này. Bộ combo 2 món tầm tiền bình dân, nhỉnh hơn 2 triệu một chút xíu thôi này, là các bác đã sở hữu được một bộ combo của Pioneer S5000. Đấy, chất âm thì cực kỳ là hay luôn, hình thức thì cũng rất là đẹp ạ. Size của nó là size 42 các bác nhá, size 42. Và em báo giá từng món cho các bác này. Đầu tiên là một con Pioneer SA5000, là hôm nay em để cho các bác một mức giá là 1.800.000. Đấy, các bác mua cả bộ như thế này thì em lại để cho các bác con tuner là 500.000. Đấy, các bác mua lẻ thì em phải bán con tuner là 700. Đấy, mua cả bộ như thế này thì em chỉ lấy các bác có 500.000 thôi. Đấy, một bộ âm ni như thế này, bộ combo 2 món này các bác chỉ bỏ ra là 2.300.000. Đã được sở hữu một bộ combo tầm tiền bình dân mà chất âm cực kỳ là hay, hình thức rất là đẹp ạ. Và tiếp là một bộ Pioneer, model của nó là SA7700 các bác nhá, 7700. Đấy, mặt mũi thì cũng bao cho các bác là không một vết chây xước, không một vết nông mèo. Đấy, cũng đánh cho AB riêng biệt đấy ạ. Cũng có tính năng lau nớt chỉnh trên máy này, tính năng lau nớt bằng cần gạt này. Cái đèn tia rất là đều luôn các bác nhá. Mặt mũi thì cũng không một vết chảy xước, em đã test điện và hoạt động hoàn hảo. Và ruột gan thì bao zin 100% cho các bác luôn. Đấy, giới là một con tuner TX7700 này. Cũng mặt thì miễn bàn rồi, các bác cùng ngắm ạ. Mặt mũi thì miễn bàn. Đây em quay rất là gần chi tiết cho các bác ạ. Rất là gần chi tiết này. Không một vết chảy xước, không một vết chảy xước, bao đẹp xuất sắc luôn. Và em quay lại con âm ni này, các bác cùng ngắm những cái tản nhiệt này. Còn chưa có một tí bụi nào luôn đấy ạ. Còn chưa có một tí bụi nào luôn. Đấy, các bác cùng ngắm này, những cái dây còn rất chi là mới ạ. Còn rất chi là mới này. Mên vỉ thì cũng bao đẹp xuất sắc cho các bác luôn. Đấy, mên vỉ thì cũng bao đẹp xuất sắc. Chơi cho 4 con sò than 2 vít các bác nhá. 4 con sò than 2 vít này nằm ở giới. Tản nhiệt thì xương nhung đúc này. Rất là lớn luôn. Đấy, còn rất là mới ạ. Một cục tăng phô, hai tụ nọc nguồn. Đấy. Đầy đủ chi tiết, mên vỉ thì đẹp xuất sắc luôn. Đấy, các bác cùng ngắm này, sassy còn rất là mới luôn này. Sassy còn rất là mới ạ. Và em quay tiếp tuyến hậu này, các bác cùng ngắm tuyến hậu ạ. Tuyến hậu thì cũng còn rất là đẹp luôn. Model của nó là Pioneer SA7700 này. Điện 100V, công suất là 110W. Đánh cho AB riêng biệt là từ 6 đến 16 ohm các bác nhá. Giới là một con tuner TX7700. Điện 100V, công suất là 10W. Đấy, các bác xem và tham khảo những bộ combo 2 món tầm tiền bình dân, chất âm cực kỳ hay. Và em quay lại này và báo giá từng món cho các bác luôn. Con âm ni SA7700, hôm nay em để cho các bác một cái mức giá là 2.500.000. 2.500.000, bao đẹp xuất sắc và hoạt động bình thường. Giới là một con tuner TX7700, em vẫn giao lưu với các bác một cái mức giá là 500.000. Đấy, 500.000. Đấy, các bác mua cả bộ như thế này thì chỉ có mất 3 triệu đồng thôi. 3 triệu đồng là được một bộ combo 2 món của Pioneer
chất âm cực kỳ hay, hình thức thì cũng bao đẹp xuất sắc luôn. Đấy, và các bác mua lẻ những con tuner này em vẫn bán lẻ nhá, nhưng mà em sẽ cộng thêm cho các bác là 200k là thành 700k con tuner mua lẻ. Còn cả bộ như thế này thì các bác chỉ mất có 500k thôi. Đấy, và các bác xem và tham khảo ạ. Tiếp tục là những con Technic này, SUV7X, chất âm cực kỳ hay, mạch class A các bác nhá. Chơi cho 8 con sò than này, 8 con sò than nguyên zin nguyên bản. Âm ni thì còn nguyên bụi bông các bác nhá, còn nguyên bụi bông này, còn nguyên bụi bông của Nhật đấy ạ. Và em quay lại mặt này, hình thức thì cũng bao đẹp cho các bác, đánh cho AB và đánh cho cả A và B các bác nhá. Đánh cho AB và đánh cho cả A và B. Mặt mũi thì bao cho các bác đẹp xuất sắc luôn. Có tính năng lau nớt chỉnh trên máy này, có tính năng lau nớt chỉnh trên máy. Mặt mũi thì không một vết chảy xước, mạch class A chất âm cực kỳ là hay luôn. Và em quay mên vỉ này, các bác cùng ngắm ạ. Mên vỉ thì cũng chưa gọi là xuất sắc nhưng mà cũng còn nguyên bụi bông của Nhật này, còn nguyên bụi bông của Nhật luôn. Đấy. Không một vết rôm rỉ, sassi còn rất là mới luôn. Chơi cho 8 con sò than nguyên zin nguyên bản các bác cùng ngắm này. Đấy. Tản nhiệt xương nhôm này các bác cùng ngắm ạ, còn rất là mới luôn. Đấy, còn rất là mới ạ. Cục tăng phô 4 tụ nọc nguồn. Đấy, các bác cùng tham khảo. Tuyến hậu này, các bác cùng ngắm tuyến hậu. Tuyến hậu thì sassi thì miễn bàn rồi. Không có một vết rôm các bác nhá. Đấy, tuyến sassi còn rất là mới. Model của nó là Technic SUV7X, điện 100V, công suất là 193W, made in Japan. Đánh cho AB riêng biệt là từ 4 đến 16 ohm và đánh cho A cộng B là từ 8 đến 16 ohm. Đấy, các bác xem và tham khảo những con âm ni tầm tiền bình dân. Đấy, mà chất âm thì cực kỳ là hay, nhưng con này thì chất âm thì miễn bàn rồi. Em dám cam kết với các bác là như thế. Và hôm nay em cũng để cho bác một cái mức giá cho con Technic SUV7X, một mức giá là 3 triệu đồng. Các bác xem và tham khảo những con âm ni chất âm hay tầm tiền bình dân. Và tiếp tục là những con receiver này của Technic, các bác cùng tham khảo. Những con receiver, model của nó là SS7600. Đấy, một con receiver. Mặt mũi thì cũng bao đẹp cho các bác, đèn đóm bao đầy đủ nhá, và cũng đang hoạt động bình thường. Chất âm những con này thì cực kỳ là hay luôn. Đấy, các bác đánh cho những cặp loa cổ rất là hay, bass 25 thì đảm bảo chất âm thì các bác nghe thì không chê vào đâu được luôn đấy ạ. Không chê vào đâu được luôn. Đánh cho một cầu loa các bác nhá, đánh cho một cầu loa, mặt mũi thì bao đẹp cho các bác luôn. Và cũng có tính năng lau nớt chỉnh trên máy này. FM chơi đến 90 và AM đến 1600 các bác nhá. Tất cả hoạt động bình thường và ở trên mặt hiển thị có một cái đồng hồ vu vảy này. Các bác cùng tham khảo những con Technic chất âm hay mà tầm tiền bình dân. Và em quay ruột gan này, các bác cùng ngắm này. Còn rất chi là mới và chơi cho 2 con sò than STK 020. Đấy, các bác cùng ngắm này. Những dòng này là dòng xuất âm tụ các bác nhá. Chất âm thì cực kỳ là hay. Đấy, mên vỉ thì còn rất là đẹp. Và tuyến hậu này, các bác cùng ngắm tuyến hậu. Tuyến hậu thì cũng còn sassi còn 7 màu, còn rất là đẹp ạ. Model của nó là Technic SS7600, điện 100V này, công suất là 50W, made in Japan. Đánh cho một cầu loa là từ 8 đến 16 ohm. Các bác cùng tham khảo những con âm ni receiver, chất âm cực kỳ hay mà tầm tiền thì cũng nhỉnh 3 triệu một chút xíu thôi. Và hôm nay em chia sẻ cho các bác một cái mức giá cho con Technic SS7600. Đấy, mặt vàng chanh các bác nhá, mặt vàng chanh, không một vết lông mèo. Một mức giá là 3 triệu 500. Các bác xem và tham khảo những con này thì chất âm đánh vào những cặp loa cổ bass 25 thì cực kỳ là hay rồi, miễn bàn đấy ạ. Và tiếp tục là những con Technic này. Model của nó là SUV7A. Hôm trước nhà em về có một con cũng rất là nhiều bác hỏi. Hôm nay nhà em lại tiếp tục cập bến được những con SUV7A tầm tiền bình dân, chưa đến 3 triệu các bác nhá, mà chất âm cực kỳ là hay luôn đấy ạ. Cũng đánh cho AB và đánh cho cả A và B. Có tính năng rất là nhiều tính năng này. Các bác cùng ngắm này, rất là nhiều tính năng, rất là nhiều cần vặn nhá. Và có tính năng lau nớt chỉnh trên máy này, các bác cùng tham khảo. Rất là đẹp, mặt mũi thì bao cho các bác không một vết lông mèo. Đấy, đây là những cái vết băng dính nhá, em chưa lau dọn gì này. Đây là vết băng dính em chưa lau dọn, nhưng cũng bao đẹp xuất sắc cho các bác luôn. Đấy, tất cả đang hoạt động bình thường. Và em quay mên vỉ này, các bác cùng ngắm này. Mên vỉ còn quá mới luôn. Đấy, mên vỉ còn quá mới luôn nhá. Chơi cho 4 con sò than, 2 xanh và 2 đen này. Một cục tăng phô, 2 tụ nọc nguồn rất là lớn luôn. Tản nhiệt ống dầu các bác cùng ngắm nhá. Cái tản nhiệt còn rất là mới luôn này, các bác cùng ngắm này, còn rất là mới luôn. Đấy. Sassi thì miễn bàn. Và em quay tiếp tuyến hậu này.
các bác cùng ngắm tuyến hậu. Tuyến hậu thì không một vết rôm rỉ luôn, còn rất là mới ạ, mới xốp xộp luôn đấy ạ. Model của nó là Technic SUV7A, điện 100V, công suất là 137W, made in Japan. Đánh cho AB riêng biệt là từ 4 đến 16 ohm và đánh cho A cộng B là từ 8 đến 16 ohm. Đấy, các bác cùng tham khảo những con âm ni tầm tiền bình dân, chất âm cực kỳ hay cho những con Technic này. Và hôm nay em để cho các bác một cái mức giá là 2.800.000 cho con Technic SUV7A. Đấy. Mạch cờ nát A các bác nhá, mạch cờ nát A. Chất âm thì rất là hay cho những cái con Technic mạch cờ nát A này rồi. Đấy, tầm tiền thì giá chỉ chưa đến 3 triệu. Đấy là các bác đã sở hữu con Technic V7A này rồi. Chất âm rất là hay luôn đấy ạ. Và tiếp là một con Pioneer A120D. A120D các bác nhá. Rất là nhiều bác hỏi hôm qua em nên một con 150D. Đã rất là nhiều bác chốt nhưng mà nhà em chỉ có một con thôi, một con duy nhất. Hôm nay lại tiếp tục có một con 120D này, các bác xem và tham khảo này. Công suất của nó cũng là 300W. Đấy, cũng đánh cho hai nguồn riêng biệt. Đấy, hai nguồn riêng biệt và chơi cho 8 sò than. Đấy, các bác cùng tham khảo này. Cũng đánh cho AB, đánh cho AB riêng biệt các bác nhá, đánh cho AB riêng biệt. Mặt mũi thì bao cho các bác không một vết chảy xước luôn. Đấy, mặt mũi thì bao cho các bác không một vết chảy xước. Còn rất là đẹp luôn, tình trạng thì mới xốp xộp đấy ạ. Nói chung là lau dọn đi thì cũng là gọi là mới xốp xộp luôn. Đấy, em dám cam kết là như thế. Tại vì nhà em không nói với hàng xấu, chỉ có hàng đẹp thôi, chứ không có hàng xấu. Và em quay vào ruột gan này, hai cục tăng phô này và bốn tụ nọc nguồn. Đấy, hai cục tăng phô riêng biệt các bác nhá. Đấy, các bác cùng ngắm này, bên vỉ thì còn rất là đẹp luôn, dây rợ rất là nhiều, nằng nhằng luôn. Chassis thì nói chung là cũ theo năm tháng thôi, không có một vết rôm rỉ các bác nhá, không một vết rôm rỉ. Đây là những cái vết túi bóng các bác nhá, vết túi bóng bọc đấy ạ. Và chơi cho các bác, chờ em một chút xíu để em ngắm sò. Những con này là chơi cho các bác, chờ em một chút xíu ạ. Chơi cho 8 con sò than các bác nhá, 8 con sò than nằm ở dưới này. Đây ạ, 4 đen và 4 xanh. Đấy, các bác cùng tham khảo. Những con này thì chất âm cực kỳ hay và tầm tiền thì cũng rất là bình dân rồi đấy ạ. Mặt mũi này bao đẹp và ruột gan thì bao zin 100%, tất cả đang hoạt động bình thường. Và em quay tiếp tuyến hậu này, các bác cùng ngắm tuyến hậu này. Còn rất là mới luôn, những cái chân rắc này các bác cùng ngắm này. Còn rất chi là mới nhá, còn rất chi là mới luôn. Đấy, và model của nó là Pioneer A120D, điện 100V, công suất là 300W các bác nhá. Đánh cho AB riêng biệt là từ 4 đến 16 và đánh cho A cộng B là từ 8 đến 32 ohm các bác nhá. Từ 8 đến 32 ohm. Đấy, các bác cùng tham khảo những con âm đi công suất lớn mà tầm tiền thì bình dân. Đấy, men vỉ bao xuất sắc cho các bác luôn, zin 100%. Đấy, chưa sử dụng tại Việt Nam, đấy mới có sử dụng tại shop thôi. Và em quay lại này và chia sẻ cho các bác một cái mức giá cho con Pioneer A120D. Một mức giá là 4.500k, 4.500. Các bác xem và tham khảo những con âm đi công suất lớn tầm tiền thì cũng vừa phải ạ. Và các bác yêu thích một sản phẩm nào thì cũng liên hệ ngay cho em Tùng Audio, chuyên âm thanh bãi, trực Ninh Nam Định. Một số điện thoại duy nhất và ship hàng toàn quốc. Và xem video của em cũng cho em Tùng nút like, nút đăng ký để thường xuyên nhận những cái video mới nhất bên em. Và tiếp tục là những con Pioneer này, A570. Đấy, A570. Hôm trước những bác nào chốt trượt nhá, hôm trước rất là nhiều bác hỏi, cũng nâu nâu rồi đấy ạ. Rất là nhiều bác hỏi những con A570 chất âm hay này, tầm tiền thì cũng rất là bình dân. Chốt trượt thì hôm nay em lại tiếp tục cập bến này, đánh cho AB riêng biệt các bác nhá. Những con này là đánh cho AB riêng biệt. Mặt mũi thì bao đẹp cho các bác luôn. Và có tính năng lau nớt chỉnh trên máy các bác nhá. Tính năng lau nớt này. Đấy, chất âm cực kỳ hay, đặc biệt là ghép những cặp loa Nga. Đấy, chất âm ra rất là hay luôn. Mặt mũi thì bao đẹp. Đây này, em chưa có lau dọn nhá, nhưng mà em sẽ cam kết với các bác là mặt mũi sáng quắc luôn, không một vết nông mèo. Đấy. Và mên vỉ này, em quay mên vỉ các bác cùng ngắm này, tản nhiệt xương cá này. Rất là mới, hai cục tụ này rất là to, cục tăng phô. Còn nguyên zin nguyên bản luôn, mên vỉ thì bao đẹp xuất sắc cho các bác luôn. Đấy, cũng chơi cho 4 con sò than 2 vít các bác nhá, 4 con sò than 2 vít nằm ở dưới này. Đấy. Mên vỉ thì bao xuất sắc. Và em quay tiếp tuyến hậu này, các bác cùng ngắm tuyến hậu. Tuyến hậu sassi còn rất là mới luôn này. Sassi còn rất là mới, model của nó là Pioneer A570, điện 100V, công suất là 190W.
đánh cho AB riêng biệt là từ 4 đến 16 ohm. Đấy, các bác cùng tham khảo những con Omni 570 của Pioneer này. Tầm tiền thì rất là bình dân luôn đấy ạ. Em dám khẳng định là những con này là rất là bình dân. Đấy, mà chất âm cực kỳ là hay. Và em quay lại này, mặt mũi và báo giá cho các bác con Pioneer A570 một mức giá là 2.500.000. 2.500.000. Đấy, các bác xem và tham khảo. Và tiếp tục là những bộ combo hai món này, Omni cộng táp. Đấy, những con này thì tuner thì em chưa thấy đâu, nhưng mà em sẽ nên cho các bác Omni và táp đã này. Model của nó là A580 các bác nhá, A580. Đấy, mặt mũi thì như video em đang quay đây, rất là đẹp luôn. Mặt mũi thì bao đẹp xuất sắc, có tính đánh cho AB và đánh cho cả A và B các bác nhá. Đánh cho AB riêng biệt và đánh cho cả A và B, có tính năng lau nớt chỉnh trên máy này. Đây là những cái vết chì nhá, em dám cam kết với các bác là lau dọn đi thì cũng sạch sẽ đẹp đẽ luôn. Đấy, giao đến tay các bác là chỉ việc kê và chơi thôi. Kê và chơi thôi. Giới là một con táp này, model của nó là CT470, cũng đang hoạt động bình thường. Đấy, các bác cùng ngắm ạ. Những cái đầu từ còn rất là mới luôn ạ, những cái đầu từ còn rất là mới luôn. Đấy, tất cả đang in thâu không ù xì các bác nhá. Hai đồng hồ vu vảy rất là đều luôn. Đấy, em đã test và hoạt động bình thường, in thâu cũng rất là ngon ạ. Và những con này là chơi cho 4 con sò than 2 vít các bác nhá, nằm ở giới này, 4 con sò than 2 vít nằm ở giới. Cục tăng phô hai tụ nọc nguồn rất là lớn luôn này, các bác cùng ngắm này, mên vỉ thì đẹp miễn bàn. Mên vỉ thì cũng đẹp miễn bàn luôn đấy ạ. Dây rắc thì cũng còn rất là mới, sắt xi thì không có bị rôm rỉ ạ. Và em quay tiếp tuyến hậu này. Các bác cùng ngắm tuyến hậu này. Model của nó là Pioneer A580. Điện 100V, công suất là 160W các bác nhá. Công suất 160W này. Đánh cho AB riêng biệt là từ 6 đến 16 ohm và đánh cho A cộng B là từ 12 đến 32 ohm. Giới là một con táp của CT470. Điện 100V, công suất là 13W, cũng đang hoạt động bình thường, in thâu rất là ok đấy ạ. Và em quay lại này và chia sẻ cho các bác một cái mức giá cho bộ combo hai món như thế này. Đầu tiên là một con Omni này, A580, hôm nay em để cho các bác một cái mức giá là cực kỳ là giật mình luôn, là 1.800.000, 1.800.000. Đấy, chưa đến 2 triệu một con Omni. Và giới là một con táp này, CT470. Đấy, hôm nay em để cho các bác một mức giá là 1.500.000, 1.500.000. Đấy, các bác xem và tham khảo. Tổng cả bộ như thế này thì các bác chỉ mất có 3.300.000 thôi. Được bộ combo hai món như thế này, lúc nào các bác săn tìm những con tuner nữa thì là miễn bàn rồi đấy ạ. Chất âm cực kỳ hay. Đấy, công suất thì cũng rất là khỏe, 160W, đánh cho AB cộng. Đấy, các bác xem và tham khảo những bộ combo hai món, tầm tiền thì rất là bình dân rồi. Như thế gọi là bình dân rồi đấy ạ. 1.800.000 con Omni và 1.500.000 cho con táp. Và tiếp tục là những bộ power rề này, rất là cực hiếm luôn đấy ạ. Cực hiếm trên thị trường audio. Đấy, một bộ power rề M73 này. Tình trạng thì đẹp xuất sắc luôn. Đấy, không một vết nông mèo các bác nhá. Không một vết nông mèo. Có những cái tay cầm này em sẽ hỗ trợ các bác vệ sinh sạch sẽ nhá. Đấy, những cái tay cầm này thì không tránh khỏi rồi. Đấy, những cái tay cầm này nó được mạ chrome, nó hay bị rôm. Nhưng mà bên shop sẽ hỗ trợ các bác mà đẹp nhất có thể, đẹp nhất có thể. Model của nó là Pioneer M73, một con rề và một con pao, công suất rất là lớn luôn ạ. Đánh cho AB và đánh cho cả A và B các bác nhá. Đấy, những con rề chỉnh mạch âm sắc rất là hay luôn. Đấy, các bác cùng tham khảo này. Mặt mũi thì bao đẹp xuất sắc cho các bác luôn. Mặt mũi bao đẹp xuất sắc, không có một vết nông mèo. Tất cả thì nguyên zin nguyên bản các bác nhá. Đánh cho AB, đánh cho cả A và B. Nguyên zin nguyên bản 100%, mặt mũi thì không một vết nông mèo. Đấy, tất cả đang hoạt động bình thường. Trên là một con pao công suất này, có hai cái đồng hồ vu rảy rất là lớn luôn, chất âm cực kỳ hay. Các bác cùng tham khảo. Và em quay mên vỉ này. Sắt xi 7 màu còn rất là mới luôn. Hai cục tăng phô và 4 tụ nọc nguồn này, hai cục tăng phô rất là lớn đấy. Hai rất là lớn luôn. Mên vỉ thì sắt xi 7 màu còn rất là đẹp. Và chơi cho 8 con sò than, 8 con sò than nguyên zin nguyên bản các bác nhá. 8 con sò than nguyên zin nguyên bản này. Đấy. Tản nhiệt thì tổ ong rất là đẹp ạ. Tản nhiệt tổ ong rất là đẹp. Và em quay tiếp tuyến hậu này, các bác cùng ngắm tuyến hậu này. Sắt xi thì cũng còn miễn bàn rồi, sắt xi còn rất là mới cho những con pao rề này. Đầu tiên là một con pao này, pao công suất là model của nó Pioneer M73 này. Điện 100V, công suất là 210W. Đánh cho AB riêng biệt là từ 4 đến 16 ohm và đánh cho A cộng B là từ 8 đến 16 ohm các bác nhá.
và giới là một con rề, con chỉnh mạch âm sắc này, là điện 100V, công suất là 10W. Đấy, các bác cùng tham khảo này. Rất là đẹp luôn, chassis còn miễn bản. Đấy, chất âm cực kỳ hay cho những bộ bao rề như thế này. Và hôm nay em chia sẻ cho các bác một cái mức giá là cực kỳ là ưu đãi cho một bộ bao đề M73. Một mức giá là 9.500.000, bao đẹp xuất sắc và hoạt động bình thường. Tất cả còn nguyên zin nguyên bản 100%. Đấy, shop đã test thử và hoạt động bình thường. Chất âm cực kỳ hay, các bác có thể chơi cho những cặp bát 30, 32 đều là ok hết ạ. Chất âm cực kỳ hay đấy ạ. Và các bác yêu thích một sản phẩm nào thì cũng liên hệ ngay cho em Tùng Audio, chuyên âm thanh bãi, trực Ninh Nam Định. Một số điện thoại duy nhất và ship hàng toàn quốc và xem video của em. Cũng cho em Tùng nút like, nút đăng ký để thường xuyên nhận những cái video mới nhất bên em. Và đến đây em xin tạm dừng video, hẹn các bác vào những cái video tiếp theo. Em xin chào các bác ạ.